mô hình thì phải có các cái biến đúng không? Cái mô hình thì bao gồm nhiều biến trong cái không chứng minh các cái mối quan hệ tổng thể trong cái mô hình này. Thì giờ tôi chia sẻ cho anh chị một chút để các anh chị thấy là đừng có lo về mặt tư duy, về mặt ý tưởng nghiên cứu nhiều lắm. Vấn đề là chúng ta có chịu bỏ thời gian ra ngồi suy nghĩ, ngồi mà đọc, rồi nhìn nhận mọi thứ 360 độ để chúng ta rút rút nó ra hay không? À, thế thì các chị thấy cái hôm nay chúng ta hướng đến đó là quantitative research design, mà hướng đến cái gọi là causal research, cái mà academic của mình chúng ta làm descriptive chúng ta xài ít, nhưng mà chúng ta chủ yếu là causal research, nghiên cứu về nhân quả. Nhân quả thì các chị sẽ thấy một cái vấn đề nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân. Nhiều nguyên nhân. Cái hôm nay tôi nói đây này, các chị đọc một hồi sẽ thấy là list of IV, có nghĩa là cái list của một danh sách những cái nguyên nhân đó. Các chị đọc trong list chờ tìm ra hết à? Ra hết, có đó. Thế thì các chị sẽ thấy được một chuỗi rất là nhiều các cái biến X1, X2 ha. Đừng có sợ là có quá nhiều nha. Đừng có sợ là có quá nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ giống như chúng ta đi collect data vậy đó. 300K, 200K đừng có ngại là chỉ có 5K, 10K là không ổn đâu. Cứ collect cho tôi càng nhiều càng tốt. Collect cái biến này càng nhiều càng tốt. 20, 30 người ta có nhiều mình cứ collect vậy, mình để đó. Bắt đầu mình biết, mình chút lúc vài bữa đó tôi đến tuần sau tôi sẽ nói tới cái sampling trong vấn đề chọn ra các cái biến này này đó. Mình sampling kia để mình chọn người để gửi bạn hỏi. Còn trong cái vấn đề mà xây dựng cái construct, cái nền tảng mà để hiểu những cái khái niệm này, chúng ta phải dùng, cũng phải dùng tương tự cái sampling method đó, để cuối cùng chúng ta có được cái cốt lõi của một cái khái niệm. Nhiều lắm nha, các anh chị đừng có lo là bao nhiêu, cứ list ra hết nhiều. Và nhân quả thì nó dẫn đến vậy cái gì? Tôi đang nói tới cái mô hình này. Mô hình này thì từ rất là xa xưa, Đức Phật đã có tư duy này, tư duy nhân quả. Và nó đúng với khoa học, vô cùng khoa học, không thể, khoa học cũng nằm gọn lõm ở trong đấy à, cũng nằm gọn lõm ở trong cái nhân quả này. Đó là gì? Tìm nguyên nhân tác động đến cái kết quả. Đó thì các anh chị biết là ở trên thế giới hừng hực ha, 6-7 tỷ người bao nhiêu năm nay người ta hừng hực, người ta suy nghĩ, người ta đi tìm nguyên nhân này, người ta đi tìm nguyên nhân với kết quả. Bây giờ các anh chị thấy không, làm cái này nó quá đơn giản, mô hình này quá đơn giản rồi. Sinh viên trên toàn thế giới, sinh viên IU làm cái thứ này là mỗi là quá dễ. Và bởi vì nó có quá nhiều người làm mô hình nhân quả ở tất cả mọi lĩnh vực người ta đã làm. Nhưng các anh chị sẽ thấy một cái điều nữa, đó là gì? Trong cái context này, cái mà hồi nãy thầy vừa có nói tới cái context, thì nhân đây dẫn đến quả này. Tôi hỏi các anh chị một câu là có nhân tốt thì có bảo đảm có quả tốt không? Có không? Gật rồi, có người gật rồi. Có đúng không? Có. Chưa chắc thì tại sao chưa chắc? Nó còn cái nhiều cái yếu tố khác. Đúng rồi, bạn nó có nhiều yếu tố khác. Tôi nói các anh chị, cái tư duy dẫn đến một loạt những cái sai lầm vĩ mô luôn đấy nha, chúng chơi đâu. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ cái mô hình nhân quả là đúng cái gì, và chúng ta luôn luôn đổ thừa cho giống cái ngành nông nghiệp của Việt Nam. Ở các tỉnh, cụ thể ở các tỉnh mà có nông nghiệp, chúng ta 70, bây giờ thống kê vẫn còn 70% là nông dân, trước đó là 75%. Mà đã nói đến nông dân thì luôn luôn là nói là phải tìm giống tốt ha, cái gì cũng phải đi hỗ trợ giống. Nhưng mà có biết đâu ở cái vùng này cái giống này không có hợp,
cái con này không có đúng, thế mà cứ ầm ầm là đi đổ cho là giống, là phải giống tốt thì mới có cây tốt. Tôi nói nếu mà chị gặp chúng tôi, cái đó tôi chỉ công nhận là một phần thôi. Giống tốt chị gieo lên trên này có ra không? Giống mà gieo trên mặt bàn này thì làm sao nảy mầm? Giống mà gieo xuống đường này làm sao lên? Giống tốt đó. Giống muốn tốt thì phải nằm ở trong một cái bầu đất có đầy đủ dưỡng chất ha, có đầy đủ không khí, đất xốp vân vân, cái môi trường để cho nó phù hợp, nó mới lên thành cây và nó mới ra quả tốt chứ. Đó, các bạn cứ các chị cứ tưởng tượng là ngày hôm nay tôi nói cho tiền tôi được sinh ra bởi người phụ nữ nào là ông này khác, cha tôi là ai là ông này khác, tôi chơi với ai là tôi khác, thầy cô của tôi là ai là tôi khác, có thấy gì không? Cho nên các anh chị mới thấy rằng đâu đó trong mối quan hệ nhân quả này có hàng hà sa số nằm ở trong cái context mà chúng ta gọi là gì? Tôi dùng cái lý thuyết nhà Phật để nói với các anh chị luôn rồi. Là duyên, là duyên. Thế thì nếu mà nói về duyên, thế giới này chưa tìm ra được nhiều đâu, người ta chưa nghiên cứu được nhiều, mà phải cần cả hết thế giới nhảy vào đây nghiên cứu. Tôi nói chân tình ở cái chỗ leadership á, tới ngày hôm nay người ta gom lại mới chỉ có ba cái yếu tố duyên mà người ta đưa vô là effective leadership á. Thứ nhất là member leader relationship, tốt hay không tốt thì ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Thứ hai là power, gọi là gì, position power, cái vị trí của cái người lãnh đạo đó là vị trí nào thì nó dẫn đến cái này ha. Và tiếp theo nữa là cái culture gì đó, có ba cái mà trong khi đó có hàng tỷ thứ nữa cần phải đưa vô xem xét mà chúng ta chưa làm tới. Cho tôi nói điều này để các anh chị vững tâm là có nhiều lắm các ý tưởng, thì các anh chị đừng có ngại và chúng ta phải test nó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải test. Thế thì chúng ta xem coi duyên ở đây nó có nhiều loại duyên, nó có nhiều loại ha. Đây là mối quan hệ ha, thì ở đây chúng ta đây là cái này là trung gian gì đó. Trong một cái mối quan hệ này thì các chị đâu phải là nhân dẫn đến quả đâu, nhân có đó nhưng quả không có cũng chết đó. Phải qua cái này rồi mới dẫn đến quả. Tôi nói ví dụ ngoài thực tế ngoài kia, chúng ta là một cái nhân, mẹ chúng ta sanh chúng ta ra, nhưng mà mẹ không đủ sức nuôi, đã cho chúng ta là một cái mầm rồi, cái nhân rồi, mẹ không đủ sức nuôi, mẹ mất chúng ta đâu đó ở ngoài đường. Nếu như chúng ta không được một cái yếu tố trung gian kia, đó là một ai đó tốt bụng mang chúng ta về nuôi dưỡng, thì làm sao có được kết quả, có thấy gì không? Đó, thế thì nhân ở đây là một phần đó, thì phải qua một cái gì đó nữa thì chúng ta mới thấy. Bây giờ có một cái ví dụ nữa. Các chị thấy có những người đó, người ta nghiên cứu cái này này, nhìn cái yếu tố trung gian, người nói chuyện được vui xíu, chị sẽ thấy được ngộ ra được cái vấn đề. Mấy con trai nó thông minh á, là nó đi cua, nó cua bạn gái đó, mà nó áp dụng cái này vô, người ta thấy không? Nếu mà nó chỉ hiểu nhân quả không á, thì đơn giản là gì, nó tìm ra tất cả làm sao cua em này được, làm sao làm cho em này thích mình, đúng không? Bánh trái ư, đi chơi ư, xem phim ư, cà phê ư, quần áo ư, quà đắt tiền ư. Nhưng không đổ là không đổ đó. Thế thì anh này anh mới thấy được một cái việc, em này em yêu bố anh, em vô cùng, bố là thần tượng. Và như vậy cái người thông minh ra sẽ không cua em trực tiếp nữa, mà gì, cua bố em. Có thấy gì không? Không có bố. Anh đã tìm hiểu được cái, anh đã nhận được cái kết quả đó là tình yêu. Có thấy không? Mà cái chuyện xảy ra như thế hàng xa số ngoài kia. Mà các anh chị thấy rồi đó, ở cấp độ doanh nghiệp, làm kinh doanh có hàng hà xa số thứ đại loại như thế cần phải tìm. Cứ tưởng tôi mua hàng của anh chị là anh chị nói tôi thích hả?
đâu có biết là cái gì đằng sau thúc đẩy tôi mua đâu. Đó, cho nên chúng ta phải đi tìm cái reason behind đó thì mới được. Thì đây, cái yếu tố này gọi là duyên. Rồi các anh chị sẽ thấy nó nằm ở ngoài duyên, nó nằm ở ngoài đi nữa này, nó cũng là M, nhưng mà nó điều phối các cái các mối quan hệ. Có thấy gì không? Hai bệnh nhân bị cùng một thứ bệnh đó, mà ông thầy thuốc á, một người á thì đưa thuốc cho em uống đi, em bị cái triệu chứng này, em uống cái thuốc này nó bao gồm cái này này, em ăn cơm xong em uống xong thì ngủ nha. Người này kia chăm sóc, người kia khe rất là kỹ, và cái người này cổ uống xong cái cổ an tâm đó, và cũng cái người bệnh tiếp theo như trang thế uống đi, uống sao bữa ăn nha. Cái bên đây thì nó thử uống của thuốc này độc, uống xong rồi uống chết sao, rồi không biết sao uống. Rốt cuộc uống thuốc mà vẫn lo, uống thuốc mà tinh thần lo lắng, còn bên đây uống thuốc mà tinh thần sảng khoái, bởi vì người ta thấy rõ được là tại sao phải uống. Dẫn đến một tuần sau, các anh chị cứ tưởng tượng là ai là người phục hồi trước, này trong y khoa các bạn, thì dẫn đến người ta mới ngộ ra được một điều là gì? Cái người mà được bác sĩ y tá chăm nom chăm sóc nhiều hơn bình phục trước, còn cái người mà bị bác sĩ y tá bỏ bê này kia đó vẫn chưa hết, hoặc là hết rất chậm. Thì các anh chị thấy nè, cái biến điều phối này chính xác nó điều phối mối quan hệ giữa thuốc và sự phục hồi của bệnh nhân. Mà điều này xảy ra rất nhiều. Tại sao chúng ta cứ cắm vào nhân kết quả, nhân kết quả, nhân đến là chúng ta bị bí, không còn cách. Trong khi duyên đây hằng hà sa số là nhiều. Thì hôm nay tôi rút lại với các anh chị, đây là các loại biến, đây là các loại biến mà chúng ta cần phải biết vai trò của nó trong cái mối quan hệ nhân quả này. À, thì nói tóm lại bây giờ đã có mấy loại biến, giờ chúng ta xem nó thế nào. Biến thì biến trước tiên là chúng ta phải nói đến biến gì? Dependent variables, đúng không? À, chúng ta viết tắt lại là DV. Là biến này thì chính xác nó là biến biến ngoài này, là biến phụ thuộc, là cái biến chúng ta nghiên cứu. Đó, ở đây thì nói đến gọi là cái study construct đó. Đó là cái khái niệm mà nghiên cứu chính là nói đây nè. À, là biến này thì biến này sau này nó sẽ có nhiều cái loại định nghĩa các cái biến khác nữa, có nhiều cái tiêu chí để ta gọi tên biến nữa. Chúng tôi sẽ thêm hai loại nữa. Rồi, biến tiếp theo là gì? Yeah, independent. IV. Đó, là biến này đây, những cái biến này. Biến nguyên nhân, ha, biến này biến quả, là hai biến quan trọng. Ngoài biến nguyên nhân ra, chúng ta có cái biến này. À, thì chúng ta nó có cái từ gọi là mediator hoặc là mediating variables. Okay. Rồi cái biến này là cái biến điều phối, thì chúng ta gọi nó là moderating. Ngoài bốn cái biến này ra, đúng các anh chị, chưa hỏi ra các bạn nói gì chính xác. Có một cái biến nữa hết sức cơ bản, đó là control variable. Control variable có nghĩa là bây giờ chúng ta có, từ vì các biến ở trong cái môi trường, các cái yếu tố nó tác động tương tác với nhau, không thể nào cũng có cái mối quan hệ được. Cho nên chúng ta ví dụ như có biến x này, x1, x2, nó tác động lên cái y này. Nhưng mà chúng ta không biết được absolute cái tác động của này lên này chính xác nó là bi lớn, nó bao nhiêu.
nhiêu độ lớn của nó. Thế lúc đó chúng ta phải control cái này, không cho ông này tác động vào cái mối quan hệ này nữa, thì cái lúc đó biến này trở thành biến control. Và ngược lại chúng ta control cái này, test mối quan hệ này đó, thì cái biến đó chúng ta gọi là biến control ha, là không cho cái gì. Và tổng hết bốn cái loại biến này thì người ta có tên gọi chung cho nó về mặt scaling đó, về mặt đo lường đó, người ta đặt cho nó hai cái tên, đó là tên. Tất cả những biến này đều có thể là không, về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật trong cái thống kê để chúng ta đo lường đó hả, vừa có hai cái tên gọi rất là thông dụng mà các bạn sẽ phải ha. Không, cái đó chuyển sâu quá, cho nó ta xem. Exogenous rồi endogenous thì đó là hai cái biến này mà các chị phải đáng lẽ trong quá trình học là gặp nhiều lắm luôn. Đúng chưa? Về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật hai cái này, bốn cái này nó chia ra như vậy. Đấy đấy, người ta chia nó ra là hai cái này và phải nắm rõ ra nó có nó đặc tính của nó. Nghĩ coi bây giờ chị cái đầu đi, chữ cờ thao cờ cái miếng mà chẳng hạn như là ví dụ như hỏi là bây giờ cái miếng gọi là income đi, income thì bây giờ nó sẽ income thì nó sẽ có là từ 1 triệu cho đến 5 triệu, rồi từ 5,1 triệu cho đến 19,9 triệu, rồi 10 triệu cho đến 15 triệu. Chính xác này, thì những cái biến đó chúng ta gọi là category. Variable phải biết rằng là cái đặc tính của nó là tất cả những cái biến mà người ta chia theo dạng này đó thì nó là category variable. Còn những cái biến khác thì là nó dạng đó. Chính xác là đi theo dạng chuỗi, nó không có chia theo từng nhóm nữa, nó có hai loại đó thôi ạ. À. Đó, thì từ đâm đi là có không, yes, no, ha. Cho đến 3 level là 3 cái lựa chọn, đến 5 cái lựa chọn bao nhiêu đó. Còn cái này thì là continuous. Tại sao tôi lại phải nhận mặt là hỏi các anh chị cái này, bởi vì các anh chị phải biết chính xác cái biến này là đo nó theo cái dạng thông tin gì, thông tin theo nhóm hay thông tin theo chuỗi, bởi vì nó ảnh hưởng đến các cái kỹ thuật thống kê đằng sau á. Chứ bảo là cái chỉ bảo biến cứ biến là bắt nó vô chết chắc luôn, biến nào phù hợp với kỹ thuật, người ta có những kỹ thuật phân tích khác nhau, người ta biết những phần mềm để phân tích các loại biến khác nhau, dẫn đến là chúng ta phải biết chính xác như thế nào. À, biết chính xác là biến đây là categorical hay là continuous thì thôi. Ok, hai vòi để nhập lại coi. Các anh có câu hỏi gì không? Nó nhiều quá là chính xác là nó nhiều quá. Đúng như tôi dự đoán, nếu mà trình bày như thế này các chị nó phải mất một số buổi. Mà mình đi như thế này là rõ hay là cần phải đi ra ngoài để thảo luận thôi. Hay biết ra ngoài để thảo luận thôi. Đi như hôm nay là ổn mà, đúng không? Yeah. Are you happy? Yes. Ok. Vậy thì có người mà thế mà. Ok thì các chị sẽ thấy khi mà từ cái research paradigm bắt đầu mới đi đến cái research design, trong cái research design này
bàn tới những cái này, tôi chưa nói đến cái phương pháp gọi là cái methodology, nó là một cái hệ thống lớn nữa, có lẽ cái rất đi dài, đó là một phần những cái phần có liên quan đến từ tư duy logic cho đến thống kê này kia thì nó là gì. Bây giờ chúng ta còn không có nhiều thời gian nên qua cái tiếp theo thì không đủ, không có nói là được trong vòng 15 phút thì không có ra được gì, cho nên cái phần 15 phút còn lại thì các anh chị hay có câu hỏi gì đó thì chúng ta sẽ raise lên và chúng ta bàn. Thì ở đây có tiến sĩ Phương nữa nè, thì sẽ trả lời cho anh chị một cách hết sức rốt ráo với một cái tấm lòng và cái chân tình, đó là mong các anh chị làm một nghiên cứu hết sức tốt và các anh chị vui khi mà làm research. Rồi sau này chúng ta nắm kỹ cái này rồi các anh chị dẫn dắt học trò của mình ở đâu đó ngoài kia, đó là đóng góp vào xã hội anh chị ha. Thì cứ hết sức vui vẻ và thoải mái, các anh chị hỏi tới chỗ này, đây là cái môi trường để các anh chị mà chúng ta có thể debate, hay là chúng ta có thể discuss, hay là chúng ta có thể có những cái idea gì hay nữa thì continue cho. Nó còn nhiều cái nữa thì tới đây em sẽ biết, tới đây em sẽ thấy nó ngộ ra được là đúng như thế, không thể nông sâu được. Mai mốt em nhìn học trò em bảo em lấy cái này em làm cái này mà em nói được đấy. Được. Thì bây giờ các chị về, các chị chính xác là nó có rất là nhiều cái tên gọi biến khác nhau nhiều lắm, nhưng mà nói về mô hình mà chúng ta làm cho định lương á thì chúng ta biết phải lo phải, và thật ra các cái mô hình của chúng ta đây á cũng chỉ có gói gọn trong năm cái loại biến này thôi, chúng ta exogenous hay endogenous này kia thì chúng ta sử dụng xem, mà thật ra nó là tên gọi khác của những cái này thôi, nó tên gọi khác thôi. Và đây thì tổng cộng đây có 4-5 loại nhé, năm cái loại này thì chia ra nói gì thì nói, nó chỉ nằm trong hai cái loại này. Đây là cái gọi là cái chuỗi cái nấc thang đo á, đó là một đàn thì theo thông tin theo dạng chuỗi, còn một đàn thì thông tin theo dạng là level, là tốc độ. Nó có hai dạng đó, không có dạng thứ ba đâu, cũng có đó. Thì đây là cái chung nhất các anh chị cần nắm, rồi sau này chúng ta sẽ đi vào những cái này kia thì đặc điểm của nó sau này, ví dụ tới cái chỗ scale này tôi sẽ nói cho các anh chị biết là có ba loại scale nữa đó, là mấy loại scale chính chẳng hạn như nominal, ordinal, rồi interval, rồi ratio kia, rồi các cái loại hàng đó hàng đây. Thì nếu tôi sẽ trình bày cái phần đó theo cái điểm đó rồi các chị từ từ lên xuống dưới đó. Em hiện đang có ai nghe comment nhá, okay, clear. Ví dụ như giờ mình có 5 rồi, mình có 10, có 20 nữa. Mà 20 thì mỗi cái biến nó có nhiều cái item đó. Mà nếu mà hết nguyên cái measurement scale đó mình làm rồi, nó quá nhiều cái item để mình nên nhân lên đúng cái sample của mình á. Rồi thực tế thì sao? Đúng rồi. Bây giờ hỏi chị chứ, bây giờ tại sao các cái item của mình có những cái nghiên cứu là mấy trăm item hay là 100 cái item? Mà bây giờ nếu mà lấy cái item đó mà xét mối quan hệ của 100 cái item lên 5 cái item lên đây thì bao nhiêu mối quan hệ giải quyết đến bao giờ cho xong? Tại sao đó là mình có cái công cụ đó là EFA chẳng hạn, mình chạy cái nó rút lại. Chẳng hạn như một ông thầy bây giờ vô cái lớp, tôi nói thiệt, bây giờ lớp 50 người là tôi happy, nhưng mà quăng cho tôi một cái lớp 500 người cũng no problem. Có phải vậy không? Nếu như là 50 người thì bây giờ tôi, mối quan hệ của tôi là tôi chia lớp ra thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 đứa ha. Và thay vì tôi phải contact với 50 đứa thì bây giờ là gì? Có 10 đứa thôi. Bây giờ 500 đứa thì bây giờ tôi làm cái group bự hơn, là mỗi một nhóm là bây giờ 20 bạn.
Được chưa? 500 người chia ra 20 thì tôi có maximum tôi có hai mươi mấy cái mối quan hệ để giải quyết thôi. Cái kia cũng vậy. Thì vài bữa tôi đi trong đây này. Tới cái này. Tôi sẽ cung cấp cho chị cái khái niệm. Nó cũng thật ra nó cũng gọi là validity, nó có cái khái niệm gọi là sampling validity. Nó cung cấp cho mình phải có cái tư duy đó để mình sàng những cái IP kìa, để mình giữ lại những cái quan trọng nhất. Cái vấn đề là không được phép bỏ sót, biết đâu cái mình bỏ sót nó lại là cái quan trọng, dẫn đến là mình có hết một list ở đây, rồi sau đó là mình sẽ sàng lọc ra và giữ lại. Chỉ muốn bốn cái quan trọng thì bốn cái quan trọng, giờ muốn năm cái quan trọng thì năm cái quan trọng. Và tôi nói ví dụ thằng đó đẹp đi, thằng đó đẹp bây giờ chị tìm ở trên thế giới người ta làm là nào là chỉ số đo các vòng, nào là chỉ số cái hết là sự thông minh, chỉ số cái hot là sự rộng lượng yêu thương, rồi dáng mặc áo dài, rồi làn da này ha, rồi đôi mắt này kia ha, có rất là nhiều cái. Nhưng mà sáng một hồi vào cái context Việt Nam, thế thì context Việt Nam rất có khả năng là làn da là một vấn đề cần người ta quan tâm. Nhưng mà ở cấp độ thế giới, thang đo thế giới đó, nếu mà đưa làn da vô đó là phân biệt chủng tộc, đúng không? Là mọi dân tộc đều phải như nhau. Thì nhưng mà thật ra làn da, cái màu da hay cái làn da nó cũng ảnh hưởng đến các cái văn hóa khác nhau. Người ta có cái quan niệm về phải làn da như thế mới đẹp. Hay là Việt Nam có cái quốc phục là áo dài. Tôi cố cao như thế mà áo dài không đẹp sao cứ đẹp, đúng không? Thì từng cái context nó sẽ có những cái biến. Nhưng mà thật ra mình khi mà mình giữ nó lại hay mình vứt nó đi á, nó phải có những cái tiêu chí. Nó phải có những cái tiêu chí để mình cân đo, đong đếm, để cuối cùng mình biết cái nào là quan trọng, cái nào là kém quan trọng. Và chúng ta có thể giữ lại 5 cái, 4 cái, 5 biến, 4 biến hay nào, hay là 7 biến. Nó có cái cơ sở của nó. Nói chung là mình có cái cơ sở để làm các bạn. Và mình chấp nhận là ok, mô hình của tôi là làm sao giải quyết hết được 100%. Thế thì bây giờ tôi chỉ giữ lại 5 cái biến quan trọng bậc nhất đây, mà mọi người nó là official rồi, mọi người ai cũng tán đồng như thế thì đưa giữ nó lại. Thế thì thôi, cầm bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, sao đâu, càng nhiều càng tốt, càng nhiều có nghĩa là chị hiểu càng rộng, có phải vậy không? Chẳng hạn như hai bạn trẻ cái khái niệm này nó ná hai bạn trẻ sắp chuẩn bị lấy chồng chẳng hạn, chưa lập gia đình, đúng không? Chưa lập gia đình. Như vậy cái perception của các bạn trẻ này về cái việc gọi là how to be a good wife so với chị chắc chắn là khác rồi đó. Hai bạn này á, có nghĩa là về mặt chi tiết hóa cái khái niệm là good wife ấy, hai bạn này làm sao bằng cái perception của chị. Bởi vì cái list của chị á nó dài hơn hai bạn này rất nhiều. Bởi vì chị đã chứng kiến, chị đã có trải nghiệm, chị đã hiểu biết hơn. Và như vậy chính xác. Các anh chị biết là tại sao con dâu với mẹ chồng chọn nhau liên tục không? Đó là cái ghép của cái perception how to be good wife đó. Của mấy cô gái trẻ là phớt phớt, chưa có đi sâu. Họ biết được có vài điều, nhưng gặp mặt cái bà mẹ chồng khi mà có con trai lấy vợ là từ 50 năm mấy rồi, thì một list những cái detail công việc của một good wife, một list rõ ràng. Thế thì các anh chị sẽ thấy thì lúc đó nếu như bà mẹ chồng hoặc là mẹ, mình là mẹ, mình có con gái thì có nhiều thứ lắm, nhưng mà mẹ buộc con phải làm tốt nhất 5 thứ này ngay từ đầu. 5 cái đó mà chị rút ra, 5 thứ này con phải có ngay từ bây giờ. Và mẹ phải quan tâm, mẹ chỉ cho con 5 thứ này để khi con về nhà chồng ít nhất con phải thực hiện 5 thứ này tốt nhất. Còn những thứ kia là phụ hơn, cũng quan trọng đó, nhưng mà từng bước một con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Đó là cái khái niệm nó như thế. Thì chị thấy đó là gì không? Đừng có lo, cái list càng dài
là sự hiểu biết của mình càng nhiều. Cho nên khi mà chị cái tuổi 70 rồi thì cái how to be a good wife nó tốt hơn như bây giờ rất nhiều lần nữa. Có thấy không? Nên đừng có sợ cái list dài. Khi mà cái list càng dài, cái cơ perception của mình ấy, càng rõ. Any other questions? Em có cái suggestion sau khi mà các bạn hiểu được cái general này rồi, cái thầy Phương nói đó, nó bao giờ cả tất cả cái quy trình của một cái bất cứ cái nghiên cứu nào. Định lượng nha. Định lượng. Lượng ngắn như vậy, bài báo các bài đọc cũng quy trang như vậy. Thì cái này là những cái guideline của mình thôi. Còn đi vô sâu chi tiết thì mỗi một cái technique như vậy nó có những trường phái khác nhau. Thì bây giờ trong cái phương thời gian mình còn có thể mình ngồi học đây, còn sau này á thì cách học nhanh nhất là đi ngồi nghe hội đồng á, đi ngồi nghe các hội đồng đi thì còn nhanh hơn đọc sách nữa. Thì mỗi thầy là có một cái sách tương lai khác nhau, mỗi thầy được tiếp nhận một cái phương pháp giáo dục của các nước khác nhau, thì để người ta bài cũng như thế này, cách học nhanh nhất cũng cứ rút ra rồi ngồi hội đồng là học nhanh nhất. Mà thật ra họ cũng loanh quanh những cái chỗ này, mình làm không tốt cho nên là họ đối với họ á, là ví dụ như tôi chẳng hạn, như thế đối với bản thân tôi đo lường cái gì mà không biết là mình đang đo cái gì á là vô nghĩa, thì chỉ nhìn thấy cái đó là thêm cái gì em làm sai rồi, đang nói em sai rồi, là cái những gì em nói, mọi thứ em nói đều sai hết, là vô nghĩa rồi. Thế đó thì có những người thì không quan tâm cái đó, lại quan tâm đến cái chỗ này. Cái biến của em như thế này mà em xài cái tay bước này tiêu chứ không được. Loanh quanh nó về mặt kỹ thuật thì tôi bảo đảm luôn là những gì chúng ta nói đến giờ nó cover, giống như là cái paradigm. Còn đi chi tiết thì nó cũng loanh quanh, nằm hết ở trong những cái category này, những cái loại này đó. Thì các anh chị cố gắng từng bước một, dĩ nhiên là mình không thể nào đi sâu chi tiết ngay được đó, nhưng mà từng bước sau này các anh chị và nghiên cứu xong rồi dẫn dắt học trò nữa, là từng bước mình sẽ có cái lên của mình đó, thì theo cái này thì đó. Sau này còn ứng dụng cái nghiên cứu định lượng ấy, thì các bạn nên đọc cái cuốn của Holland này. Holland thì còn là hai trang cuối này, là cái technique gì thì cần cái loại biến gì, giống cái biến cancer và cái biến thành tumor gì đó, thì Holland thì có hai trang cuối và các bạn đọc cái cô dạy định lượng là cho Holland này hay Holland Julie Holland đúng không? Đó. Julie Holland ta nói người 2007. Các bạn có câu hỏi gì không? Em mình lên nha. Ok, anh biết cái gì để cháy giáo án của em. Được rồi, muốn giờ mình Tại vì đi thêm nữa không có đủ thời gian, không mấy phút anh không có mở kia ra, cái chỗ đó nó quan trọng mà mở ra nói không tới nó hỏi gì. Thôi chúng ta sẽ gặp nhau vào lần khác.